không thể bình tĩnh được nữa. Đại diện của Quang Hải nói chuyện thẳng với giám đốc câu lạc bộ Paul Pháp. Nội dung cuộc nói chuyện là gì? Đại diện của cầu thủ Quang Hải, ông Fersini cho biết, tôi không hài lòng với cách họ đối xử với Quang Hải. Hôm ngày 8 tháng 4, tôi đã gặp giám đốc điều hành và giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Paul tại văn phòng câu lạc bộ để nói chuyện về Quang Hải. Tôi đề đạt một cuộc đàm phán chính thức với ban lãnh đạo câu lạc bộ vào đầu tuần tới. Khi ông Fersini, đại diện của Quang Hải, được hỏi về nguyện vọng từ bản thân Quang Hải là đi hay ở, vì đại diện UM cho rằng mọi chuyện chỉ được quyết định sau cuộc làm việc với ban lãnh đạo câu lạc bộ. Mùa giải League 2 chuẩn bị kết thúc với tình hình hiện tại của câu lạc bộ Pau, khả năng Quang Hải ra đi là có thể xảy ra. Pau chỉ có 34 điểm, đứng ở vị trí thứ 14 và hơn nhóm cầm đèn đỏ, vòn vẹn một chiến thắng. Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, vị đại diện Fernandesi cho biết Quang Hải đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ở Pau. Tuy nhiên đội bóng thường xuyên gạch tên Quang Hải, không trao cho tuyển thủ Việt Nam cơ hội thi đấu ở đội 1. Trận hòa với Mes 1-1 trên sân nhà rạng sáng ngày 9 tháng 4 là lần thứ ba liên tiếp Quang Hải bị gạch tên ra khỏi danh sách thi đấu kể từ đầu năm. Anh thường xuyên phải xuống đá ở đội Pau B. Tuy nhiên dấu ấn của cựu cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội cũng khá là mờ nhạt. 12 phút là thời gian Quang Hải xuất hiện trong màu ở đội 1 của Pau sau khi trở lại Pháp từ AFF Cup 2022. Tiền vệ sinh năm 1997 chơi 1 phút trước Annecy, 11 phút trước Lava, đi kèm với đó là 6 lần ngồi dự bị, trọn vẹn 90 phút.